Dự án được dựng rào chắn dưới gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, cố định bằng tôn cao 1,8 mét. Tại những vị trí hạn chế tầm nhìn, hàng rào tôn sẽ được bố trí hệ thống lưới B40 để tránh xung đột giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ điều chỉnh phân luồng giao thông dưới gầm cầu vượt theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai qua phần bên phải của cầu tạm số 2. Ngược lại, các phương tiện di chuyển từ hướng Liễu Giai đi Nguyễn Chí Thanh sẽ đi qua phần bên phải của cầu tạm số 1. Hàng rào cố định theo phương án được thống nhất sẽ được triển khai vào lúc 21 giờ ngày 8 tháng 7 tới đây. Công tác rào chắn, phân luồng, tổ chức giao thông, phục vụ thi công sẽ diễn ra trong 18 tháng.